Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là cặp loa tai nòi D500 Rosewood. Đây là một trong những cái model được rất nhiều các bác ưa chuộng bởi vì cái chất âm cũng như hình thức của nó cũng rất là đẹp, phù hợp với những cái ngôi nhà với cái thiết kế hiện đại như bây giờ. Loa tai nòi D500 thì là một trong những cái phân khúc được rất nhiều các bác ưa chuộng vì cái tầm tiền và cũng như cái chất âm nó rất là tuyệt vời. Loa tai nòi D500 này thì nó có 3 màu, và màu thẫm và màu ghi và màu vàng. Và cặp loa tai nòi hôm nay em giới thiệu đến các bác là cặp loa tai nòi Rosewood, hàng về từ Nhật. Loa tai nòi thì cấu hình có một bát đồng trục và một super bát ở bên dưới, nó sử dụng bát 20. Đó, nên là cái bát ở dưới nó hỗ trợ cái giải trầm rất là tốt. Và bây giờ em sẽ đi quay gần lại và giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Đây là cặp loa tai nòi D500 Rosewood. Các bác nhìn không? Rất là bóng bẩy, rất là đẹp nhé. Đây phía trên nó đây là sử dụng một bát 20 cm màng carbon và gân cao su. Đó, gân rất là mềm luôn. Và đây là một cái bát đồng trục, ở bên trong là một cái họng kèn đó, rất là đẹp. Và bên dưới em đây đó là một thêm một super bass, super bass. Đây là những cái thêm một cái bass này nó sẽ hỗ trợ cái giải trầm rất là ấn tượng luôn đó. Đây bên này loa thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Loa cái họng nó còn rất là vàng này, đấy, cái họng nó rất là vàng. Đây này, sẽ quay một vòng cho các bác cùng trải nghiệm luôn. Đó, con này trùng vân luôn các bác nhé, trùng vân rất là đẹp này. Tai nòi D500 này thì là một cái model thì nó chỉ có trên dưới 50 triệu một chút thôi, nhưng mà được rất nhiều các bác ưa chuộng bởi vì là cái chất âm nó rất là tuyệt vời, chất âm hơn hẳn tầm tiền luôn. Đây có nhỉ, tai nòi. Đây là cái tem tách, tem tách là tem của công ty phân phối. Đó. Và phía sau loa sử dụng hai lỗ thông hơi. Đấy, sử dụng hai lỗ thông hơi. Và dòng dòng loa tai nòi là sử dụng hai cầu loa. Các bác có thể đánh BY được, các bác đánh BY thì các bác phải nhấc cái cầu kết nối ra thì mới đánh được nha. Chứ nếu mà để mà đánh BY, đánh bên 4 giây mà không nhấc này ra sẽ bị chập. Đó. Tai nòi Rosewood. Con này là trùng seri luôn các bác nhá, là trùng seri 012553P. 012553P. Đấy, con này những dòng loa đời đời cũ mà có được những cặp mà trùng seri này thì rất là ít luôn. Đó, những cặp trùng seri rất ít luôn. Con này là trùng cả vân luôn này, con này có gì đâu, trùng cả vân luôn. Đó, rất là hiếm, cặp loa rất tuyệt vời. Video clip đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại 0911 886 266. Em xin chào các bác và hẹn các bác trong cái clip test nhạc ở bài sau.